sẽ đưa em về thăm quê hương anh nơi Tiền Hải. Nghe sóng biển Đồng Châu vui mê mài hát bốn mùa, nghe tiếng trống năm 30 còn lay động đến bây giờ. Tiếng trống đó chính là lời đàn gọi lớp lớp nông dân đã vùng lên như báo nổi như sóng cồn, phá hết gông xiềng để giành lại những áo cơm. Ôi trang lịch sử liệt oanh láng thơm thơm mãi. Tiếng tiếng trống đó mùa dục mùa vàng nắng trời, ngọn lúa thâm canh vươn nhanh ra cuối dài hồng hà, nhịp máy quan reo gọi tài nguyên từ trong lòng đất bao la. Tiền Hải quê ta là biển vàng biển bạc, mà tới hôm nay mới thật xứng với tên mình, mà tới hôm nay mới thật xứng với tên mình. Quê hương anh nơi Tiền Hải, nghe sóng biển Đồng Châu vui mê mài hát bốn mùa, nghe tiếng trống năm 30 còn lay động đến bây giờ. Tiếng tiếng trống đó chính là lời đàn gọi lớp lớp nông dân đã vùng lên như báo nổi như sóng cồn, phá hết gông xiềng để giành lại những áo cơm. Ôi trang lịch sử liệt oanh láng thơm mãi mãi. Tiếng tiếng trống đó mùa dục mùa vàng nắng trời, ngọn lúa thâm canh vươn nhanh ra cuối dài hồng hà, nhịp máy quan reo gọi tài nguyên từ trong lòng đất bao la. Tiền Hải quê ta là biển vàng biển bạc, mà tới hôm nay mới thật xứng với tên mình, mà tới hôm nay mới thật xứng với tên mình.